Kính thưa tất cả quý vị và đón tiếp chương trình giao lưu hát với nhau ngày hôm nay, người mới lên sẽ được mời về cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca khúc được mang tên Hoa Trinh Nữ. Và với ca khúc này xin mời vị cùng đến với tiếng hát của Hoàng Dũng và xin mời tiếng hát của Thanh Đàm lên trợ diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.